Xin chào quý vị và các bạn. Như chúng ta đã biết thì những cái loại cây ngoại nhập nhiều giống có những cái sức hút đặc biệt đối với người trồng cây ở Việt Nam. Và đối với các loại cây ăn quả thì những cái giống nổi tiếng như là sầu riêng Thái Mon Thon, rồi sầu riêng Mua San Kinh hay là những cái giống khác như là vú sữa Hoàng Kim thì cũng đều là những giống cây ngoại nhập. Và trong các loại sầu riêng thì chỉ có sầu riêng Ri 6 là cái giống bản địa mà nổi tiếng. Thì bên cạnh những cái sầu riêng nổi tiếng đó thì có một cái giống đặc biệt nữa đang có một cái sức hút lớn hiện nay được mọi người chú ý, nhất là với những cái người sưu tầm các giống cây độc lạ, đó chính là sầu riêng ruột đỏ. Và như ta biết thì sầu riêng ruột đỏ xuất hiện ở Việt Nam khoảng 4 đến 5 năm rồi, và có một số người mua trái từ Malaysia về để bán, rồi một số khác thì mua cây về để trồng. Nhưng mà những người trồng cây thì hiện tại ở Việt Nam thì chưa ai có quả cả, cho nên là không biết thì những cái giống mà sầu riêng ruột đỏ mà mình trồng nó có phải là ruột đỏ thật hay không. Và hôm nay thì tôi giới thiệu một cây sầu riêng tại cây Lại Tiền Giang. Cây sầu riêng này là cây sầu riêng ruột đỏ được ghép lên trên cây sầu riêng Ri 6, và hiện tại thì nó ra hoa hai loại. Một loại là hoa của sầu riêng Ri 6 đây, và hoa của sầu riêng ruột đỏ phía bên kia. Và nhìn ở cái góc độ này thì tôi thấy nó khác nhau hoàn toàn. Hoa của sầu riêng Ri 6 thì nó có màu xanh và cuốn nó dài, còn hoa của sầu riêng ruột đỏ thì nó có màu nâu hồng và cuốn nó ngắn. Và đây là gần như là cây sầu riêng ruột đỏ đầu tiên tại Việt Nam có hoa. Hoa khá nhiều. Và cây này nó cũng có hoa năm đầu tiên nha. Cây thì nó khoảng 4 năm tuổi. Rồi bây giờ tôi sẽ hái một cái hoa sầu riêng Ri 6 và một cái hoa sầu riêng ruột đỏ lại gần bên nhau để các bạn xem. Đây là cái hoa của sầu riêng Ri 6 và sầu riêng ruột đỏ. Tôi hái cái hoa này luôn, bởi vì nó có hoa rất là nhiều, mình hái một cái thì chẳng có sao cả. Đó, các bạn thấy sầu riêng Ri 6 thì hoa màu xanh, sầu riêng ruột đỏ thì hoa nó màu hồng, màu nâu hồng. Và cái đặc điểm của sầu riêng ruột đỏ này là hoa bên trong nó cũng, khi mà nó sổ nhị nó cũng màu đỏ luôn. Nhưng mà hôm nay cái hoa này nó chưa tới ngày sổ nhị, cho nên tôi sẽ lột ra bên trong để xem sầu riêng ruột đỏ và sầu riêng Ri 6 nó khác nhau như thế nào. Các bạn xem quá trình chi tiết tôi lột. Đây là sầu riêng Ri 6 nè, và đây là sầu riêng ruột đỏ. Cái vỏ bao bên ngoài đã được lột ra, thì thoạt nhìn ta thấy nó cũng không khác nhau gì. Và bây giờ tôi lột tiếp nè. Đây sầu riêng Ri 6, lột tiếp lớp thứ hai thì bên trong nó màu xanh nhạt. Và sầu riêng ruột đỏ thì nó có màu xanh nhạt và nó phớt hồng. Đây là khác biệt hoàn toàn luôn đó. Sầu riêng ruột đỏ nó bị những cái cánh hoa nó màu hồng, và khi sổ nhị thì nó sẽ chuyển sang màu hồng đậm hơn. Đó là điều đặc biệt của sầu riêng ruột đỏ. Và hiện tại thì ở Việt Nam ta chỉ có thể xem ở mức độ này thôi, còn nếu như muốn biết trái chính xác là như thế nào thì phải đợi vài tháng nữa, bởi vì cây này là gần như nó là cây đầu tiên có hoa ở Việt Nam. Nó ta thấy cái cánh nó hồng rõ ràng nè. Như vậy thì có thể khẳng định là cây sầu riêng này 99,9% là sầu riêng ruột đỏ. Bởi vì những cái sầu riêng thường thì gần như không có cái loại sầu riêng nào mà có hoa màu hồng cả. Nó màu hồng nhạt nha, và những cái rìa thì nó hồng đậm hơn. Và khi sổ nhị thì nó còn hồng đậm hơn nữa. Thậm chí nó chuyển sang màu đỏ luôn. Rồi như vậy là các bạn vừa xem cây sầu riêng ruột đỏ có hoa tại Việt Nam.